Mỗi khi nhắc đến chúa tể của những chiếc nhẫn, hẳn là chúng ta ai cũng sẽ nhớ đến kẻ phản diện chính của loạt phim, chúa tể bóng tối Sauron. Với tạo hình ấn tượng khi chỉ là một con mắt lửa khổng lồ, Sauron chưa bao giờ thật sự thể hiện rõ quyền năng của mình là gì. Hơn nữa, nguồn gốc của kẻ phản diện trừ danh này cũng chỉ là một dấu hỏi khá lớn với những người chỉ xem phim. Vậy rốt cuộc Sauron là ai? Và những quyền năng của hắn lớn mạnh đến đâu? Hãy cùng Phê Phim tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Do đây là một video khá dài về tính chất khác biệt, nên đây là những mốc thời gian của những đầu mục mà chúng mình sẽ đề cập để các bạn dễ lựa chọn và theo dõi. Còn bây giờ, không để mất nhiều thời gian, chúng ta cùng đến với nguồn gốc và sức mạnh của Sauron thôi. Để kể đến nguồn gốc của Sauron thì khá là phức tạp và tương đối dài dòng, vì hắn có dây mơ dễ má tới cả khởi thủy của vũ trụ. Tuy nhiên, để tránh làm rối những bạn mới chỉ xem phim, mình sẽ nói đơn giản nhất có thể. Chúng ta có thể hiểu vũ trụ của chúa nhẫn có một đấng tối cao có tên là Ilúvatar. Từ trong suy nghĩ của mình, Ilúvatar đã tạo ra các thực thể thần thánh mạnh mẽ có tên là các Ainur. Các Ainur chính là những vị thần của thế giới và những người quyền năng nhất đã cùng nhau kiến tạo nên thế giới. Những người này về sau được gọi là các Valar. Trong số các Ainur, kẻ hùng mạnh nhất có tên là Melkor. Và cũng chính Melkor là người luôn tìm cách phá hoại công sức của những người còn lại. Melkor về sau trở thành chúa tể bóng tối đầu tiên, hắn bị gọi là Morgoth. Ở dưới Valar, chúng ta có các Maiar, cũng là các thực thể thần thánh nhưng quyền năng thấp hơn một bậc. Và khi Morgoth trỗi dậy trở thành chúa tể bóng tối, hắn đã dụ dỗ rất nhiều Maiar đi theo mình. Phần lớn các Maiar đi theo Morgoth về sau đã trở thành các con quỷ Balrog, một sinh vật của lửa và bóng tối. Nhưng trong số các thuộc hạ của hắn, có một Maiar mạnh nhất, xảo quyệt và khéo léo nhất. Kẻ đó chính là Sauron. Sauron có tên gốc là Myron, là một Maiar dưới quyền Valar thợ rèn. Hắn là một người thích trật tự và ghét sự hỗn loạn. Thế nhưng dần dần hắn đã bị ám ảnh với việc thiết lập một trật tự lên vạn vật, và chính điều này đã khiến hắn dễ dàng bị tác động bởi những lời dụ dỗ của Morgoth. Và rồi, Myron đã bị lôi kéo bởi dã tâm và quyền lực của Morgoth, rồi rời bỏ hàng ngũ của các Maiar đi theo phục vụ chúa tể bóng tối. Hắn trở thành cánh tay phải đắc lực của Morgoth trong cuộc chiến với các tiên ở trung địa trong kỳ đệ nhất. Cũng từ đó, người tiên gọi hắn là Gothor. Còn các dân tộc khác gọi hắn là Sauron. Cả hai từ này đều có nghĩa là kẻ đáng ghê tởm. Vì là thuộc hạ thân cận của Morgoth, cho nên Sauron được trao quyền chỉ huy pháo đài Angband, pháo đài lớn thứ hai của quân đoàn bóng tối. Sau khi phe bóng tối bị các Valar đánh bại lần đầu tiên, Morgoth bị giam giữ và hầu hết các cứ điểm của hắn đã bị phá hủy. Thế nhưng Sauron đã thoát khỏi sự càn quét ấy và tiếp tục ẩn mình tại Angband, chờ đợi chủ nhân của mình trở về. Khi Morgoth được thả ra bởi lòng nhân từ của các Valar, hắn đã đợi đến thời điểm thích hợp để phá hủy hai cây, nguồn ánh sáng lúc bấy giờ của thế giới. Hơn thế nữa, chúa tể bóng tối còn gieo rắc hận thù vào giữa các tộc tiên và dẫn đến nhiều sự việc bi thương sau này. Khi Morgoth trở lại trung địa và tiếp tục phát động chiến tranh, Sauron vẫn là trợ thủ đắc lực của hắn. Và sau hàng trăm năm, gần như mọi lực lượng phản kháng của cả tiên lẫn con người đều đã thảm bại trước quân đoàn bóng tối. Morgoth gần như đã kiểm soát được hoàn toàn trung địa. Thế nhưng nhờ vào nỗ lực của một người mang cả dòng máu tiên lẫn con người, các Valar đã quyết định can thiệp. Một trận chiến đã nổ ra giữa quân đoàn của các Valar và quân đoàn bóng tối. Cuối cùng, lực lượng của Morgoth thất bại. Hầu hết thuộc hạ của hắn như các con rồng, lũ orcs, bọn Balrog đều bị giết, chỉ còn trở lại một số rất ít. Morgoth bị bắt một lần nữa, và lần này hắn bị tống giam vào khoảng không trong vũ trụ. Tuy nhiên, thuộc hạ thân cận nhất của hắn là Sauron thì một lần nữa trốn thoát và ẩn mình ở trung địa suốt 500 năm để gây dựng lại sức mạnh cho phe bóng tối. Lúc này, trung địa đang trải qua thời kỳ tăm tối. Sức mạnh của tộc tiên đã suy giảm, các Valar không còn bận tâm đến các vấn đề phàm trần. Vì thế, lực lượng của Sauron dần lớn mạnh và đã lôi kéo được rất nhiều tộc người ở phương Đông và phương Nam về theo mình. Lúc bấy giờ, chỉ duy nhất vương quốc Numenor của con người là có thể đủ sức chống lại Sauron. Hắn biết rõ điều ấy và bắt đầu lên kế hoạch để hủy hoại Numenor, cũng như dụ dỗ người tiên sa ngã. Sauron chọn mảnh đất Mordor làm cứ địa và bắt đầu xây dựng pháo đài Barad-dûr gần núi Dûm. Vào khoảng những năm 1200 của kỳ đệ nhị, Sauron khoác lên mình một bộ dạng đẹp đẽ và lấy một cái tên giả là Annatar, có nghĩa là người tặng quà. Hắn tự nhận mình là một sứ giả của Valar đến chỗ các tiên. Tuy nhiên, vị vua của người tiên lúc bấy giờ là Gil-galad cùng lãnh chúa Elrond không tin tưởng và từ chối qua lại với hắn, dù họ không biết được chân tướng thật sự của kẻ Annatar này. Thế nhưng ở những nơi khác, hắn lại được chào đón nhờ vẻ ngoài đẹp đẽ và kiến thức sâu rộng mà hắn đem lại.
Dưới sự giúp đỡ của Sauron, các tiên thợ rèn ở Eregion trở nên tài năng không thể tưởng tượng nổi. Khéo léo nhất trong số họ là Celebrimbor. Sau nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng vào khoảng những năm 1500 kỷ đệ nhị, Celebrimbor bắt đầu việc chế tạo ra các nhẫn quyền năng. Ông đã thành công trong việc chế tạo ra 19 chiếc nhẫn, 16 trong số đó được cả Sauron giúp đỡ. Chỉ có 3 nhẫn là Celebrimbor tự mình chế tạo, nhưng vì vẫn được làm ra nhờ kiến thức của Sauron, nên chúng phần nào vẫn bị ảnh hưởng bởi hắn. Và sau khi các nhẫn được hoàn thành, Sauron cũng bắt tay vào chế tạo ra một chiếc nhẫn của riêng mình, nhẫn chúa, chiếc nhẫn quyền lực nhất. Hắn đã đưa phần lớn sức mạnh của chính mình vào trong nó để có thể kiểm soát các chiếc nhẫn còn lại. Và khi nhẫn chúa hoàn thành, cũng là lúc pháo đài Barad-dûr của Sauron được xây xong. Thế nhưng, người tiên không hoàn toàn mắc lừa Sauron. Ngay khi hắn đeo nhẫn chúa, Celebrimbor đã biết họ bị phản bội. Và khi Sauron yêu cầu ông giao nộp các nhẫn quyền năng, họ đã từ chối. Người tiên giấu các chiếc nhẫn đi và quyết không giao nộp chúng. Và như vậy là Sauron đã phát động chiến tranh. Cuộc chiến giữa tộc tiên và Sauron bắt đầu vào năm 1693 kỷ đệ nhị và kết thúc với việc Eregion và vùng Eriador ở Tây Bắc Trung Địa bị phá hủy gần như hoàn toàn. Celebrimbor tử trận và các chiếc nhẫn bị cướp đi gần hết, chỉ trừ lại 3 nhẫn do ông tự chế tạo là không bị lấy đi. Sauron gần như đã có được chiến thắng, cho đến khi vương quốc Numenor đáp lại lời cầu cứu của người tiên mà đổ bộ xuống Trung Địa. Với lực lượng của cả người tiên lẫn Numenor, quân của Sauron bị đẩy lui và tán vỡ khi bị vây đánh từ mọi phía. Sauron rút chạy về Mordor với một số ít quân còn sót lại. Mặc dù bại trận, nhưng hắn đã giành được 16 chiếc nhẫn quyền năng. Từ đây, sức mạnh của người tiên lại tiếp tục suy giảm và nhiều vùng đất đã bị tàn phá. Người Numenor vẫn còn hùng mạnh, nhưng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Sauron. Phần lớn các vùng đất ở bờ Tây Trung Địa nằm dưới quyền kiểm soát của Numenor, nhưng các vùng đất ở phương Đông và phương Nam vẫn tiếp tục nằm dưới sự thống trị của Mordor. Và Sauron hiểu rõ rằng với quyền lực ngày càng tăng dần của mình, người Numenor rồi sẽ sa ngã. Vậy là hắn tiếp tục chờ đợi trong khi gia tăng quyền lực. Còn với các nhẫn quyền năng, hắn trao 9 chiếc cho các vị vua và lãnh chúa quyền lực của con người, và trao 7 chiếc cho các vị chúa của các gia tộc người lùn. Dưới ảnh hưởng của các nhẫn, 9 con người dần dần sa ngã vào bóng tối và cuối cùng trở thành 9 ma nhẫn hay Nazgul, các thuộc hạ đắc lực của Sauron. Người lùn kháng cự được sức ảnh hưởng của các nhẫn tốt hơn, nhưng chúng cũng khiến lòng tham vàng của họ lớn dần, và Sauron biết rằng không sớm thì muộn, tai ương cũng sẽ đổ xuống đầu của họ. 3 nhẫn của tiên vẫn nằm ngoài tầm với của Sauron, nhưng tạm thời, hắn không cần bận tâm đến chúng nữa. Khi quyền lực của Sauron gia tăng, người Numenor một lần nữa để ý đến hắn, và cuối cùng họ quyết định đổ bộ lên Trung Địa để giải quyết Chúa Tể Bóng Tối. Và trước sức mạnh hùng hậu của hạm đội Numenor, Sauron biết lực lượng của hắn không có hy vọng chống cự. Hắn khoác lên mình dáng vẻ đẹp đẽ và đầu hàng trước vị vua Numenor, chấp nhận làm tù binh của họ. Và Numenor, nhờ khả năng của mình, hắn dần dần dụ dỗ được người Numenor sa ngã. Sauron đã dùng lời lẽ để kích thích sự ghen tức của người Numenor với các Valar và tộc tiên. Và sau nhiều năm, gần như toàn bộ người dân Numenor đã bị những lời lẽ của Sauron mê hoặc. Chỉ còn lại một số ít người là giữ được sự tỉnh táo và lòng trung thành với các Valar. Cuối cùng, sau nhiều năm bị Sauron mê hoặc, người Numenor trong cơn mê và sự kiêu ngạo đã quyết định tấn công thẳng vào vương quốc của các Valar để đòi sự bất tử. Và chính lúc đó, đấng tối cao Iluvatar đã can thiệp. Ông trao cho các Valar quyền năng bẻ cong thế giới, đánh chìm hoàn toàn Numenor, hủy diệt toàn bộ vương quốc này. Một số ít người Numenor không bị ảnh hưởng bởi Sauron đã bỏ chạy từ Trung Địa dưới sự dẫn dắt của một người có tên là Elendil. Và tại đây, họ lập nên hai vương quốc là Anor và Gondor. Còn về bản thân Sauron, thân xác của hắn cũng bị hủy diệt cùng Numenor. Nhưng vì vốn là một thực thể thần thánh, nên linh hồn của Sauron trốn được về Trung Địa. Hắn ẩn náu ở Mordor, dần hồi phục sức mạnh. Nhưng, hậu quả là hắn không bao giờ có thể khoác lên mình một hình dáng đẹp đẽ được nữa. Chứng kiến các vương quốc Anor và Gondor dần lớn mạnh, Sauron vô cùng căm tức. Và sau nhiều năm hồi phục, gây dựng lực lượng, hắn cho quân tấn công Gondor vào năm 3429 kỷ đệ nhị. Điều này đã dẫn tới việc thành lập liên minh cuối cùng giữa tiên và người. Với một lực lượng hùng hậu, liên minh tấn công Mordor đánh bại một đạo quân khổng lồ của Sauron năm 3434 và vây hãm pháo đài Barad-dûr trong 7 năm liền. Cuối cùng, vào năm 3441, Sauron đích thân ra trận và đối đầu với hai vị vua của người và tiên, Elendil và Gil-galad. Sauron giết được cả hai, nhưng lại bị Isildur, con trai của Elendil, cắt đứt mất ngón tay và vì thế mất đi nhẫn chúa. Do đó, Sauron mất đi khả năng có được một hình dạng vật chất trong một thời gian dài. Liên minh cuối cùng thắng lợi, phần lớn quân của Sauron bị tiêu diệt, pháo đài Barad-dûr bị kéo sập, nhưng nền móng thì vẫn còn. Sauron chậm chạp khôi phục một phần sức mạnh do đã mất nhẫn chúa. Lo lắng rằng hắn chưa bị tiêu diệt tận gốc,
các Valar đã cử năm Maia xuống Trung Địa với tư cách là các sứ giả để trợ giúp các dân tộc chống lại hắn. Họ tự gọi mình là hội Istari, các phù thủy. Chắc hẳn các bạn có biết vài người trong hội này, đó chính là Saruman, Gandalf và Radagast. Vào khoảng năm 1050 kỳ đại tam, Sauron phần nào lấy lại được một hình dạng vật chất, nhưng hắc ám và đáng sợ. Hắn xây nên pháo đài Dol Guldur trong rừng Greenwood làm cứ địa tạm thời. Cái bóng của hắn được gọi là Necromancer. Nhưng ban đầu, hội thông thái cùng các lãnh chúa tiên và hội Istari cho rằng đây là một ma nhẫn. Họ không hề hay biết gì về hành tung của Sauron cũng như nhẫn chúa. Khoảng thời gian sau đó, Sauron gia tăng quyền lực nhanh chóng. Lực lượng của hắn lại tập hợp, các ma nhẫn cũng tái xuất. Hắn bắt đầu đồng loạt cho quân tấn công cả Anor lẫn Gondor. Lực lượng của Sauron chiếm được pháo đài Minas Ithil của Gondor năm 2002 và đổi tên nó thành Minas Morgul. Thủ lĩnh ma nhẫn của Sauron là vua phù thủy xứ Angmor, hủy diệt được Anor vào năm 1975. Tuy nhiên, hắn sau đó phải rút quân trước quân cứu viện đến từ Gondor và người tiên. Năm 2063, Gandalf vào Dol Guldur để tìm hiểu về chân tướng của tên Necromancer, nhưng hắn bỏ chạy trước khi ông đến do chưa muốn lộ thân phận. Sauron tới phía đông để lôi kéo các dân tộc ở nơi đây về phe của hắn. Và trong gần 400 năm sau đó, phe bóng tối gần như im hơi lặng tiếng. Vào năm 2460, Sauron trở lại Dol Guldur và tiếp tục gia tăng sức mạnh của mình. Lúc này, các lực lượng kháng cự về hắn đều đã phần nào suy yếu. Các gia tộc người lùn đã tản mát, vương quốc hùng mạnh nhất của họ là Moria thì đã bị sụp đổ từ lâu. Sức mạnh của người tiên cũng không còn như trước. Vương quốc Anor đã bị hủy diệt, dòng dõi các vua ở đây phải lẩn trốn. Tuy nhiên, Gondor vẫn còn trụ vững, nhưng hoàng tộc thì đã tuyệt diệt. Sức mạnh của phe bóng tối ngày càng tăng và nhẫn chúa đã trở lại khi rơi vào tay một người hobbit có tên là Smeagol, kẻ về sau đã trở thành Gollum. Vào năm 2850, Gandalf vào Dol Guldur một lần nữa và phát hiện ra chân tướng thật sự của Necromancer. Ông bắt đầu tìm cách chống lại sự lớn mạnh không ngừng của phe bóng tối. Lo sợ rằng Sauron có thể liên minh với con rồng Smaug ở ngọn núi cô độc, Gandalf khuyến khích nhóm người lùn của Thorin chiếm lại quê hương. Từ đây, dẫn tới các sự kiện trong The Hobbit khi 13 người lùn cùng một hobbit có tên là Bilbo lên đường phiêu lưu. Sau khi Smaug bị giết và quân đạo Orc của Sauron bại trận trong trận chiến Năm Đạo Quân vào năm 2941, Gandalf cùng các thành viên hội đồng thông thái cũng tấn công Dol Guldur và trục xuất Sauron. Không còn cách nào khác, Sauron phải rút về Mordor. Cùng trong năm này, nhẫn chúa của hắn lại rơi vào tay của Bilbo và suốt 60 năm sau, nó được giữ yên ở xứ Shire. Đến năm 3001, Bilbo quyết định rời bỏ xứ Shire mãi mãi và ông để lại chiếc nhẫn cho cháu họ của mình là Frodo. Vào năm 3009, trên đường đi tìm tung tích của nhẫn chúa, Gollum đi lạc vào Mordor và bị thuộc hạ của Sauron bắt được. Sau khi tra tấn gã, Sauron biết được rằng nhẫn chúa của hắn đã rơi vào tay một hobbit. Một mặt, hắn cử các ma nhẫn đi truy tìm Bilbo và nhẫn chúa. Mặt khác, hắn tiếp tục xúc tiến việc phát động chiến tranh để chinh phục Trung Địa. Và vào năm 2018, sau khi biết được chiếc nhẫn mà Bilbo để lại cho Frodo chính là nhẫn chúa, Gandalf đã khuyên cậu rời bỏ xứ Shire để đem nó tới chỗ của lãnh chúa Elrond. Từ đây, các sự kiện trong chúa tể của những chiếc nhẫn bắt đầu. Để biết rõ, các bạn hãy xem video này của phim nhé. Và kết thúc như nào? Ở cuối câu chuyện này, nhẫn chúa bị phá hủy, toàn bộ lực lượng của Sauron bị tiêu diệt, bản thân chúa tể bóng tối mất hết sức mạnh, chỉ còn là một cái bóng tuy mang ác tâm nhưng không thể trỗi dậy một lần nữa. Và vừa rồi là toàn bộ nguồn gốc và sức mạnh của chúa tể hắc ám Sauron đến từ một tay viết cừ khôi với khối lượng kiến thức khổng lồ, đó là High Stark. Hy vọng chất lượng của video này làm các bạn không bận tâm đến độ dài của nó. À, mình rất muốn bắt đầu một series kể về nguồn gốc của các nhân vật trong chúa nhẫn, một phần để chuẩn bị cho show sắp ra mắt. Vậy thì người tiếp theo mà phê phim nên có video là ai? Aragorn, Gandalf hay thậm chí là Balrog hoặc Smaug? Hãy để lại comment ở phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Còn bây giờ, video đến đây đã dài lắm rồi. Cảm ơn các bạn vì đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.